Dạ Cường xin mến chào cô chú anh chị. Thì hôm nay Cường có đi thông đường nước Ngạt, cũng ở gần chỗ ba bà ngoại. Lúc trước Cường có lại chợ duyên giùm cho Quý Mạnh Thường Quân đó. Thì hôm nay cũng sát bên phòng, cũng sẵn mình tâm sự với bà ngoại chút xíu. Ở bà ngoại hiện nay ấy, thì cũng ba người cũng ở tại nhà trọ ở đây, cũng lâu quá mình cũng qua tâm sự với bà ngoại chút xíu thôi. Rồi ngoại, chào ngoại. Dạ rồi bữa hổm thì kia lúc trước con nghe bà ngoại bệnh cũng lâu dữ hả? Tôi mất chết rồi. Hả? Tôi mất chết rồi. Tưởng nó mất hả? Dạ. Rồi cái lót trước là mình đi khám bệnh gì? Thì cũng bệnh đi cũ vậy. Bệnh đi cũ, phổi. Phổi gì hen suyễn. Hen suyễn hả? Rồi đến giờ đây kỳ thở hai bệnh oxy rồi. Bác sĩ chưa về. Là bác sĩ cho về luôn. Chưa về là cũng như là sang sạch. Tôi giờ nó mất rồi. Rồi bà gì bên bên bển là đi vậy? Đây là đi chợ rồi. Đi chợ hả? Dạ. Đi chợ rồi còn bà, còn một bà ở đây là bán đi đi bán cái số. đi bán cái số bà về đây bán cái số. Dạ. Ủa truyền hình lao cái gì mà thấy nước nước vậy? Truyền hình đó nó lao bằng chanh. Chanh hả? Dạ. Chanh nó có tác dụng gì? Nó làm cho bóng. À là cho bóng hả? Mà sáng giờ ăn cơm nước gì chưa? Mà đêm tôi cho nuôi 10.000. 10.000 nuôi. Rồi cái này là cũng này là chưa ra là ấy nha. Thì rồi con nghe nói là bệnh nặng lắm thì cũng cầu cứu chi phí này kia điều trị đó. Dạ con có nghe rồi. Lúc đó thì con cũng đi công chuyện á, thì cũng không có thời gian nữa. coi như là mình đi về thì coi như là mình trốn chuyện về đi Trốn viện về luôn. coi như trốn chuyện về là nghĩa là mình có đồng, còn như mình đã ra là phải đồng 8 triệu nữa. Là coi như là còn mình lúc mà nhập viện là mình có đóng, là nó kêu mình đóng thêm 8 triệu nữa. Nhập chứng có đồng đặt nó kia đọc hai lúc tiếp. À có cái gần chết rồi là có nghe đi chết thằng cháu nó cho bệnh oxy rồi à. Thở là một đêm chỉ một ngày sau là 200 triệu. Nó cho thở hai bệnh lúc một cái rồi à. Hết bệnh này là hết bệnh kia. Dạ nó cũng đau rồi rồi nó bớt một cái gì. Ủa bà gì có bảo hiểm không? Có bảo hiểm mua. Bảo hiểm mua hả? Có bảo hiểm mà còn đóng 8 triệu nữa. Nó đóng thành kiếp cấp cứu đặc biệt. Cấp cứu hồi sức là ai cho họ đâu biết nữa. Hồi sức là người cho anh vậy đó. À Chào anh sao đâu biết nữa. Tôi qua đó mình nhà tôi mình đi ra ngoài đó. À Đi ra ngoài mới đóng. Mà cuối cùng có đóng. Dạ là coi như là trốn viện về đó. Rồi xong rồi mình thấy bớt bớt mình trốn viện về luôn. Không, cũng chưa có bớt. Nếu mình có tiền đóng nó thì nằm. À còn phải có tiền bệnh thì mình đi về. à xin đi về Bác sĩ này là mình, tại vì biết sao mình có bảo hiểm mình nộp người ta là trốn viện rồi đâu. Dạ đâu được, có bảo hiểm đâu được. Thì người ta nói nếu mà có tiền đóng thì mình đã lại nằm, lại nằm. có người nuôi Có người nuôi. Không có người nuôi làm được nữa. Dạ tại vì bảo hiểm chứ giờ cũng uống thuốc ngoài nhiều lắm. Dạ uống thuốc ngoài với mấy cái loại mà mấy cái bệnh mà mình không có thuốc trong bệnh viện không có đó, thì ở ngoài mua thêm thì cái đó nó cũng tốn tiền á. Mà bảo hiểm bây giờ là tốn 20%. Cũng là đi tâm bệnh mà tháng tám mà uống vô đi sinh dò tinh cần mới sinh nè Uống uống vô nó sưng hả? ở sinh bệnh bệnh viện đi bệnh cấp gì quân y Bệnh viện quân y mới đi khám về à? bệnh rồi đó À mà uống vô đi sinh dò sưng dò sinh vụ đi sinh cả mặt luôn. Có nói người ta không, mình uống vô bị phản ứng vậy đó? Có nói rồi bác sĩ mới đổi thuốc. Mà thuốc kia uống cũng vậy vậy. Cũng vậy luôn. Làm mới là bữa nay lúc này đi thăm bệnh nè mà không đi à. tại vì uống gì nó sưng dò à mà sưng mà nó sưng dò nhưng mà nó bớt không bớt sưng dò mà nó sưng đặc luôn nó giống như là bị mập nước vậy. dạ bài rồi giữ giữ nước Giữ nước á, giữ nước á. dạ Giờ thôi đi khám đi, nhưng mình nói người ta nữa, nói giờ là có đổi thuốc nhưng mà nó không hết. Có nói rồi chứ mà chứ giờ bà gì mà không có đi khám, mà bà gì đâu có thuốc uống đâu, còn mua ngoài đâu chịu nổi. tại một mua ngoài cho là uống nó bất sinh. Uống ngoài nó sợ nó không ngay thuốc á, đặc trị á. Không đọc nó cũng ngay nè. Cũng ngay á. Cũng ngay nè. Mình lấy cái to to cái gì? Không, nấu gì đó. Mấy người đang thuốc á. Thuốc và thương sớm nó là sinh đặc. À sinh giờ cái này ở trong nó là tại dưỡng nước. Bây giờ uống thử hai cái này đi. Là con sao uống hai cái nó sẽ. Dạ thì con có bác thì ở nhà trọ ở đây thì có ba bà ngoại ở, một bà thì ở đó,
Thì hiện nay là cũng đi đi ngoài chợ, đi ngoài chợ là mình đi xin tiền á bà vậy. Dạ. Dạ. Thì lúc này bà ngoại má đi xin có tiền không? Chắc ngày được vài chục ngàn hả? Dạ. À. Lâu lâu nhiều gì đó. Con lâu lâu con uống cà phê ở chợ con sen cũng thấy cũng cho hoài à, 5 ngàn, 10 ngàn gì đó. Má. Mà tính ra thì bả cái phước cũng lớn ha, lúc mà mùa dịch là không không có chích ngừa đúng không? À, không chích ngừa luôn. Không có chích ngừa luôn. Không bệnh luôn. Không bệnh luôn. Không bệnh luôn mà từ nào giờ không có dịch cũng không bệnh nữa. À. Chẳng phải bệnh đâu à. Ừ. Con như tôi nhỏ tới lớn chỉ là coi này ho nóng lạnh rồi có tôi cũng vô ho nóng lạnh với lâu lâu mệt mệt vậy chút xíu rồi thôi. À. Tại vì bả không bà ngoại đi tối ngày à. À. Đi tối ngày giống như là tập thể dục á. Dạ. Anh bệnh của anh vậy. 74 tuổi rồi. 74 tuổi rồi ha. Có trăm năm là chắc lạnh đi rồi. Yếu rồi. Con thông đường nước nhà trọ bà gì cái đây nè. Yeah. Kỳ rồi có dẫn con qua đó. À, anh đã đi. Ờ, rồi sẵn nó con ghé đây, nó bà ngoại lúc này không biết ở đây có khỏe gì không, để qua coi thử rồi. Thấy cũng gì thôi cũng khỏe gì cũng mừng rồi. Yeah. Rồi mấy ngày tháng 7 người ta có cho gạo gì không? Mới cho con gạo. Con bà. Cho con bà mà. Vậy là cái gạo này người ta cho đó hả? Dạ. Yeah. Ở đây một bao nhỏ nhỏ vậy dạ, yeah, mới cho con bà thôi. Ừ, dưới trên này bao nữa. Dạ mời cho ông bao ngày nay. À. Gạo luôn, gạo giờ mắc lắm nha. Dạ. Gạo giờ là 16 17 ngàn cũng có nè, hai mấy ngàn cũng có đó. Dạ, giờ gạo giờ mắc. Năm nay ít có cho. Năm nay ít cho tại vì người ta cũng có cho nhưng mà ít, tại vì lý do là gạo nó mắc quá. Dạ. Rồi thứ hai nữa là nhiều khi người ta làm ăn năm nay kinh tế nó hơi khó khăn. Ngày xưa thì không có dịch thì làm ăn nó ổn định. Mà bây giờ kinh tế nó cũng hơi xuống hết rồi. Vì giống như Mạnh Thường Quân thì người ta giống như người ta có dịp á thì người ta có tiền thì người ta chợ duyên. Thì giống như sẵn cái sự mà gầm tháng 7 này kia đó. Mà năm nay nói chung ít thì con thấy mấy ít cho cũng lai gai chứ không có nhiều. Thôi kệ đi mấy chủ yếu là mấy người nghèo khó khăn này kia được rồi. Giờ là sáng giờ là chưa có ăn cơm, chỉ mới ăn sáng vậy thôi. Hồi bữa nay được gì ăn? Chưa có gì. Chưa có gì. Mới nấu cơm mà. Mới nấu cơm thôi, chưa có gì hết luôn. Ừ. Rồi trống trơn nè, không có gì trơn nè. Dạ. À, nó cơm điện vậy là ba bà ngoại gì ăn là mấy ký gạo? Ba lon à. Ờ. Chào vậy. Lâu quá mới thấy nè. Hết đó, hả? Cái này nước uống hả? Dạ, cái này nước đá. Con ngâm ớt hay gì? Đó. Hết được đá rồi, giờ để vô cho nó. À. Có heo. À. Con ngọt đi xuống nha. Dạ. Mày táo mình mua hả? Dạ. Ăn không? Cho hả? Cái thành phần này là đặc biệt lắm đấy, các anh giúp đỡ được cái gì thì cứ giúp đỡ nha. Nói chung thì ba ngoại ở đây là cũng là khó khăn. Nhưng mà tại vì sẵn con đi thông đường nước đây nè, thì ghé thăm. Thăm sức khỏe bả coi sao. Là đặc biệt lắm đấy. Ở nhà trọ này là có ba bà ngoại. Đúng rồi. Thế thấy chứ hàng ba dạ. Giấy nhà trọ chứ có mỗi cái giấy nhà trọ này là đặc biệt nhé. Dạ. Đặc biệt. Rồi bà ngoại cũng như mà mình lâu giữ thì cũng còn tiền bạc xài này kia không? Hết trơn rồi. Hết trơn hả? Dạ. Lúc đi khám đi mình đi khám bệnh là mình đi xe ôm cái gì? Đi xe ôm. Xe ôm á, xe ôm là nhiêu bạn tiền? Đi 20, bạn về 20. Đi 20 về 20. Thì cũng đỡ ha. Dạ. Nó cũng tính là cũng rẻ trong mắt. Nó là bữa nay tới ngày khám mà mình không khám. Là không được. Ừ. Đã kinh tiền mà. Kinh tiền mua thuốc ngoài. Mua thuốc ngoài uống. À, cũng như ta đi 40 phải không? Thì mình lấy 40 rồi. Mình kiếm 40 mà đi thuốc. Rồi cái thuốc cũ là mà bệnh viện khám mà bà ngoại uống hết chưa? Năm. À, rồi. Không dám uống. Không dám uống. Dạ. Nó càng sưng lên càng sưng trên cái mặt luôn. À. Mà dấu. Dấu đó. À. Không bây giờ vậy đi nữa, có gì mình đi khám thử rồi mình kêu nó đổi cái nữa, mình về mình uống thử cái nữa. Cái thuốc cũ kia mình nếu mà không dám uống thì mình ngưng. Mà nó bây giờ tôi uống không nổi luôn rồi bác sĩ, rồi bây giờ là nó sưng quá rồi. Bác sĩ có đổi rồi nhưng mà nó sưng.
Bữa nay tới khám anh. Bạn có đi? Ừ. Đi buổi chiều cũng được. À, buổi chiều cũng được. À, mà đi sớm sớm để thôi nó chảy. Biết sao, nhiều khi á là con cái á là thuốc người ta cấp cho mình uống nguyên tuần mà ngoại uống uống ở ngoài á, sợ mình không uống hoài không có tiền mua, mỗi lần uống một lần vậy mấy ngàn ngoại. Như sáng lên trên lần là 15 ngàn. 15 ngàn. Hai tuần 15. Là mình uống thì cũng thấy bình thường chứ nó không có gì phải không? Ừ. Rồi mình sao mình có nói về cho tiệm bóng tay là uống thuốc đặc trị bệnh xỉn ấy chứ? Dạ. Dạ. Nội giật chỉ là đi ra ngoài là mệt đó. Dạ. Nó nhiều năng rồi. Dạ. Đo tim. Đo tim mà là... Nếu mà nó mệt là đo tim nha. À. Thì ba hoàn cảnh thì ở đây thì có một bà ngoại thì bán vé số, có một bà ngoại thì xin tiền, còn bà ngoại thì nay thì cũng không có đi làm được, lại lý do cũng lớn tuổi với sức khỏe không ổn định đó. Thì thôi ngoại ơi, bữa nay con cũng tại sẵn cũng có móc cống ở đây nè, rồi đến đây thăm ngoại thôi ha, rồi cũng không có gì, thôi vậy cũng con cũng gửi ngoại 100.000 để dành mua thuốc uống nè, chứ giờ con cũng đến tại thăm ngoại, rồi nghe ngoại nói vậy con gửi ngoại 100.000 á. Dạ, cảm ơn cậu. Dạ, để ngoại mua thuốc uống này kia. Đây là con gửi số tiền của anh Quý ha. Dạ. Anh Quý, anh Mỹ. Dạ. Thì coi như ngoại đi, nếu có đi khám đi thì nó chắc ăn hơn. Dạ. Giống đi sớm đi về đó thì cũng hết 40.000 rồi. Đó. Tại vì biết sao không? Tại vì mình đi khám á, thì ngoại uống một lần tới một tuần, lần thứ hai nữa là mình nói người ta lại giờ có đổi thuốc nhưng mà nó không có bớt, uống vô nó vẫn còn sưng nó. Còn tại vì mình đi khám định kỳ để cho người ta theo dõi nữa. Còn uống ngoài thì ngoại bớt thiệt, nhưng mà ngoại không có tiền là cũng phải lẽ đi mua mỗi ngày nó cũng khó. Mỗi lần vô khám thì nhập viện. Dạ. Lần vô khám thì nhập viện. Dạ. Có bác sĩ cho nhập viện, không có ai nuôi đâu. Rồi không có thuốc về. Dạ. Lần nào đi khám nhập viện mà. Dạ. Vì sao? Sợ vô hồi sức đó. Dạ. Được cái này là vô hồi sức chắc ăn rồi. Vô hồi sức à? Dạ. Dạ. Hồi sức đặc biệt á. Dạ. Rồi hình như tiếng ngoại cũng đỡ khàn khàn luôn hả? Dạ, khàn khàn. Bể tiếng luôn à? Dạ. Từ trước đâu có. Hôm trước không có. Nghe rõ lắm mà. Dạ. Sao bệnh gần 4 lần vô chức 4 lần à? Dạ. Mà sao nó cũng rất nhiều vậy? Từ hồi lúc trước con lại tới giờ là vô hồi sức 4 lần à? 4 lần rồi đó. 4 lần. Lần nhất hình nặng. À. Lần kế cái lần sau là đi không được à? Dạ. Cái lần này nào là đi không được nè. Tuy nhiên sẽ sẵn chất là cái bận đầu đi. Ở trong nhà mình bây giờ là ba người là có bảo hiểm hết rồi phải không? Bảo hiểm mua hết rồi phải không? Không, chưa. Chưa. Hai người chưa. Còn hai người kia là chưa hả? Cái người mà bị cái đẩy cây. Ờ, xe đẩy mà bị cặp dòi nóc đó phải không? Dạ. Là chưa có bảo hiểm. Chưa rồi. Rồi bà ngoại bên đây là cũng chưa có luôn. Có rồi. Có luôn hả? Có. Chỉ còn một người hả? Có người thôi. Cái người em cũng như là giấy tờ chỗ mình. Cũng như chưa có nhà học khẩu á. Ờ, nhưng mà có làm căn cước chưa? Chưa. Trời ơi, sao không làm căn cước? Chưa có hộ khẩu. Không có hộ cần hộ khẩu đâu, giấy cây xanh cũng được. Cho xanh mất tiêu rồi. Hả? Cho xanh mất tiêu. Kêu người ta làm đi lại phường làm. Bây giờ là chuẩn bị là người ta định danh nữa là coi như là không có xài nữa đó nghe. Coi như là không có được nữa, sau này mình làm giấy tờ là người ta phạt mình nữa đó. Ờ. Bây giờ giấy cây xanh nó mắc rồi, lên đó là phường chích lục lại cái giấy cây xanh. Có giấy cây xanh rồi á là đi làm cái căn cước lận cho người ta, sau này mình có mua bảo hiểm này gì, có bảo hiểm bao gì để mình trị bệnh, rồi bây giờ không có nữa là bệnh không có miếng giấy tờ rồi là coi như là thua luôn nha. Ờ. Kêu đi phường là làm cái căn cước đi. Đi làm cái giấy cây xanh trước, sau đó có cây xanh rồi đi làm căn cước. Rồi sau này người ta bỏ cái vụ mà chứng minh gì cũ hết trơn rồi đó. Rồi không đi làm mới mốt rồi mình có làm là người ta phạt nữa đó. Thôi vậy con cũng chúc ngoại nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cậu. Dạ. Thì hôm nay con cũng đến thăm thôi, rồi cũng Cường cũng có gửi số tiền quý cho ngoại 100.000 để mua thuốc uống hoặc là đi xe ôm để mình khám bệnh cô chú. Dạ, thì ở đây ba bằng cảnh thì bà ngoại lúc trước ấy, Cường cũng có quay đó. Thì cô chú có xem lại thì cũng đã thấy cái hình ảnh lúc trước. Thì Cường cũng xin chúc ngoại nhiều sức khỏe luôn nha ngoại. Dạ. Dạ. Cảm ơn cái cậu gì cho bạn đó. Bên Mỹ đó. Dạ, chú Quý bên Mỹ. À, chú Quý. Dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ, dạ. Rồi, cũng
Đây bà ngoại này là đi bán vé số là chưa có bảo hiểm, là mà không có căn cước là đâu có đi làm bảo hiểm được.